Chiến ảnh chi chỉ bản đất này chiến ảnh cháu cháu giếng bà ông hiến tế đô vẹn từ nơi khổng xí chuyển hờ chấp đàm sạc rạch thầm mấy chi sạc rạch chiến tì mùi cứ sạc rạch mùi rối cao sập ra mùi bố khớn thả rít thần đi chạc tiền lô dạng nâng cháng ảnh trân bông lại giáng trút trộn ọ hời có trân mân nút chào thả cụp cổng hiến tế tới với chi trầm nập mặn cứ chăng đứng đôi khi nhiệt hạ bà chào chào mẫn tô tuột phía rẻ nom snack tờ mờ thải tao miên nẹt na khla nâng chân nẹt snack luôn mặc tô tuột phía rẻ nịt tới tô tuột khó trở lờ thái chạy về rộp bắp rẻ ẩn đã tu bảy có rón tài chia rút đầm nàng mũi cọt đảo tài chia rút đầm nàng lùng đập của đã nâng trớ miên cứng bà cọp dù xạ chi tràng tàng snóm vẹn nẹt bầm rã mùa hạ ảm ạc đạch đô chìa hiên tế đại mân thló bà cóp a chíp ở vầy nụ ta bán trọp xâm bát bì nạ mọc trái vì nụ trọp xâm bát có trớ tăng tộc phlon dốc tự ở hời miến xa khá khá tại có trớ mùa hạ ảm ạc lị chùi cuối kỳ trọp bạ dốc tự tiệt cháu cháu tô túl phía rẹt ngũn khnông cá kri trọ con cóng tóp trường tực chùm liếc tự tăng rít thần nịt mệt hỏi nơi trời mọc ngôn chật chưa mùi nâng bịa chót bảo càng tiệt xạ là bọn vét khu có ba trong trầm nội ní rộng bác chào chào mớ hai cua tay kết thả cá đai chào chào tục hiên tê tới trên trầm bẩn tỏ bút thả kế nất à nất sát áp hóp mùi ăn nít tờ bệnh tế đai chết khốn bảo bồn chóng đốt chìa khuôn kệ đài nâng căn tác à nất chìa khuôn chào chào tỏ tờ tiệt bút thả hiên tê bảo sốt bán mân giúp bẩn mãn có trớ còn bìa bìa miệt đá hỡi bìa chôn bán bàm bún chân nắm có trớ còn bìa bầy đá tén chì vật miễn ta trớ kê cầm nót nâng bông vớt cực tự bần tích có tàng tóc bần tích có mà hạ ả mát cho láng chóng vớt cực bỏng đòi ả rõm khổ nông chất đà miễn mê tà thỏ đà cháu cháu trớ dốc hiền tế tới phớ chiếc bần tục thường ngụn hạt ở ấy khá miễn nẹ ná mình bồm dốt nâng mơ chào cháu khôn ông phâu nịt khá lạc tấn kê trớ chân châm hiền tế giang là ơ rì dạ bèl đọt tự mọc thấy bàm chân nặng tại bèl cháu bì mọc tự tuốt bần tục nít chùm nua cháu bì có lẽ bóng bần tục nít chào phù liệm khơn tế cháu bì mình chăm bạch trớ chân châm hiền tế tỏ tự tiệt cháu bì nâng chào cháu miễn cùng nít khó khăn mùi bỏ cả cháu bì miễn ảy dụng tình chiến hiền tế tớ miên ả rõm thuần tròn đã trời mọc phơi tuôn nè tí trên trong đầm ráy xì chả nịt dị đò rừng ní thlọp miên đai lúc nẹ thông khăn ông sông cung cá cực cổng thlọp nị dây ảo sạp thạ cá sạp mày mũi miên con đầm ráy mùi cực bảo mơ tớ đôi chiếc đầm ráy lọ tại bà hà chiếc con đầm ráy cọng bỉa đã vùng về chỗ mọc khăn ông sọc hỡi có chưa rướng chùm lại đã viết nâu vơ vô nâu mọc đông sạc cá sọc mình prôn trò lọc chỗ từ khăn ông bỉ chào vài sọc cầm lót khơi đầm rẫy mùi của bà ní có miếng aram bình chật hai kết thả và hai chiếc đầm rẫy miệt bẩn trăng dốc mặc nơi chìm mùi tại có xạ xong dục bỏ chìm mũi mình tre rít cá chặt chặt mơ xanh thả nâng phơi dạng mạch chìm mũi nâng con đầm rẫy ní rồi có bán mặt tệ dục bao prom print khnhiệt thả cua đánh vì ao trò lập chốn từ prey vĩnh tự chào vài sọc co chấm toa thả ta phơi bạt nụ bàn đai o đầm rẫy lọ lọ bạc ní mọc nơi chìa mùi dường hời ba mấn chân chồng vía cú ở sức đại môn trái tầng lại ní dì thả bà kịch chọn chân chấm đầm rẫy xa bị cha ra nam mơ khá tơ thả bạc khai lục cho vài sọc phần mang ta miên ở vây chân chấm đầm rẫy ruột nú cháu vài sọc xa kịch mơ cọp đô chật tớp ní dì thả bà bạc nú cứ trâu rì cả tự ai lục cho vài khách đằng đầm bây rì cả lang tớ lục đập thác to từ tiết môn trái tàng lại có chùm tòa thả công phơ bác nụ ấy nóm rưỡng chán ạch bà nhau phần đại lọ bằng phót cứ đánh ở việc trò lập chốt tờ bấy ở việc tớ đầm ná chỉ vật tam thông một chiếc viết tớ lọ chuyện cháu vài sọc bình đất công lọ có mình prom chứ môn trái tàng lại đã miễn ả dụ chán chiến tại mình miễn chùm này đang chơi chết xuống bấy ta mà nè tớ thơ lì khách chùm riêng rưỡng đầm rầy miễn lạc nạ lọ tớ áo thân nạc khách đang muối rồng bình kháng khải miễn lịch khách bệnh chìa cá mọc thả
chỗ trên chăm tóc ai là o, cùng ở miền cùi thân ở với ở xa. Tớp cho vài sốc cầm lắm, trâu trên chăm đầm rảy nụt tóc giang là o, tam bình chỉ, rụt tính tực đọc cô tàng sở, tàng tực đọc cô cầm bóng, rồi hốt áo vì sốc mọc trên chăm đầm rảy miết bẩn nụt. Trên chăm mọc làng dư, rồi hốt cho vài sốc miết bạc khai nơi xa lạc. Trâu rảy ẩn kia, xong cầm lắng mình trâu rì chạc tu tàng sốc chùi khỉa, trên chăm đầm rảy nụt, to tự tiết ai là o. ពេលនេះគិតចង់ដេញចូលព្រៃគឺធ្វើលេងបានហើយព្រោះរីការរឿងដំរីមានបុណ្យទៅជាលីលាក់អសរចោះផោះតាំងថ្ងៃខែឆ្នាំជាទីរៀបរយហើយដំរីមានបុណ្យតែចៅវាយស្រុកមានកម្មរឿងនេះមិនដឹងថាភិកបញ្ចប់ចៅវាយស្រុកនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេអ្នកខ្លះក៏មកនិយាយបន្តថាត្រូវតាំងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតព្រោះបណ្ដោយឲ្យដំរីបាត់ទៅអ្នកខ្លះប្រាប់ថា ចៅវាយស្រុកថ្មីកែបញ្ហាបន្តបើលោកអ្នកជាចៅវាយស្រុកតើអ្នកនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណាវិលត្រឡប់ទៅរឿងសាមកុកវិញឧទាហរណ៍ថាឆៅឆៅជាចៅវាយស្រុកគេក៏ជាចៅវាយស្រុកដែលត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកចិញ្ចឹមដំរីមានបុណ្យចំណែកឆៅពីជាអ្នកដេញដំរីម្ដងនេះយើងនាំគ្នាមកនិយាយដល់រឿងផ្ទេរីធនី ការផ្ទេរីធានីរបស់ឆៅឆៅខុសប្លែកពីវិធីរបស់តាំងតុកកំពូលប្រៃផ្សៃដែលផ្ទេដោយការដុតបំផ្លាញរីធានីចាស់ហើយប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅជារបស់ខ្លួនឆៅឆៅផ្ទេរីធានីដែលមានការចម្រាញ់មនុស្សពូកែមនុស្សល្អមានស្នាដៃតាមទៅក្នុងចំនួនច្រើនចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរតែគ្មានអ្វីឲ្យជញ្ជូនព្រោះតាំងតុកនិងលីពូប្រមូលអស់រលីងហើយរឿងនេះនឹកឃើញបានថា តោះមកឆៅឆៅបានកោះឃើញកងោកសម្រិតមួយដែលជារបស់បុរាណគេក៏សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបានន័យថារបស់ដែលមានតម្លៃជាងនោះបានបាត់សាបសូន្យអស់ទៅហើយគេសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់សាងប្រាសាទថ្មីដាក់ឈ្មោះថាថងជក់ថៃប្រាសាទកងោកសម្រិតក្នុងពេលដែលគេបានធ្វើជាវុយអងហើយនឹងតាំងចិត្តឲ្យប្រាសាទមួយនេះជាវិមានស៊ីចម្ពូមានស្រីស្រីច្រើន ដោតដែលខំបេងធ្លាប់និយាយទុកដាក់បេងញុះញង់ជីវយីឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតាមបទលខោតរបស់លោកខ្វាន់ចុងនោះឯងឃើញឬនៅថាឆាវឆាវគួរឲ្យអាណិតប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើជាអ្នកចិញ្ចឹមដំរីគ្រាន់តែបានកងោកសម្រិតមួយក៏សម្រេចចិត្តដូចអ្នកសំទានត្រូវឆ្នោតក្នុងខណៈដែលស្ដេចមុនមុនមានព្រះដំណាក់រាជវាំងប្រណិតឆាតឆាយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសុទ្ធតែធ្វើដោយមាស តែខ្សាត់ដូចជាឆាវឆាវត្រូវរត់ច្បាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបពួកក្បត់ទោះជាអាយុលើកតែកណ្ដាលសតវត្សទៅហើយក៏នៅត្រូវជីសេះកាន់កំបិតធំដោយខ្លួនឯងរហូតត្រូវអ្នកសរសេរបទលខោនយកទៅនិយាយលេងសើចថាត្រូវពុកមាត់ពុកចង្កាយ៉ាងសប្បាយដែរហេតុអ្វីបានជាឆាវឆាវក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនប្រព្រឹត្តខ្លួនសោយសក់ដោយស្ដេចឬខ្សាត់អង្គផ្សេងទៅបែបនេះ ត្រូវចាប់វះខួរក្បាលមើលឲ្យរៀងចាលម្ដងឬមួយឆាវឆាវចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាពពែខ្មៅក្នុងហ្វូងពពែសមិនចេះរកការសប្បាយចាស់ហើយនៅរវល់ទៅធ្វើសង្គ្រាមឈ្មោះឈ្មោះនៅក្នុងទីលានសង្គ្រាមទៀតចាប់ខួរក្បាលរបស់ឆាវឆាវពេលនេះយកមកប្រែចុះប្រែឡើងមើលហើយគឺបានប្រាប់ត្រឹមថាឆាវឆាវមានខួរក្បាលពិការជាពួកឆ្កួតនឹងការងារ ចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមច្រើនជាងអង្គុយនៅមួយកន្លែងឆៅឆៅគួរតែចាត់បានថាជាក្សត្រដែលល្ងង់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាយុ 50 ឆ្នាំជាងទៅហើយនៅជិះសេះធ្វើដំណើរឆ្ងាយរាប់ពាន់លីទៅទៀតបង្ក្រាបពួកខ្មោចដោយខ្លួនឯងចំនួនការដែលធ្វើបញ្ជាពីក្រឡាបន្ទំដែលមានស្រីស្នំអោបឆ្វេងស្ដាំដូចឡៅពីនិងសុនគួនអានប្រវត្តិសាស្ត្រសាមកុកពេលនេះ ក៏មានអារម្មណ៍សមមុខឆាវឆាវដូចគ្នាអញ្ចឹងតើបានជាពួកអ្នកសរសេរជួយគ្នាចោមរោងវិប្រហាឆាវឆាវច្រើនបែបនេះព្រោះឆាវឆាវជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចស្ថាប័នក្សត្រមិនព្រមនៅសុខស្រួលនឹងគេទេបែរជាទៅឈ្មោះឈ្មោលរុកដប់រុកប្រៃធ្វើសង្គ្រាមទៅវិញទង្វើដែលចម្លែកម្យ៉ាងទៀតរបស់ឆាវឆាវដែលចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាពពែខ្មៅគឺគេតែងតែចិញ្ចឹមបណ្ឌិតដែលមានសតិបញ្ញា ទោះបីបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងមានគំនិតចំទាស់នឹងគេព្រោះហេតុនេះ
tớp kê mình bán thuốc chìa sạch khổ nông bếp đa miễn chì vật nữ. Một nút bù cái tăng bàm bì đã trao trao dốc mặt thuốc chìa tí bật xa miễn chú mô thả chiên ăn chì chữ. Một nút tăng ní miễn là tập hóa cả nghiệp bằng hai ở rô hốt mặt đoát bà chọc bắn trong nôn chán của sọng. Nẹ đồng bốn cử vang sản chú mô phơ ca cử trong xuân. Nẹ sọc cao phình đồng bón sản dạ. Mà nẹ ní chọc xa xa rò lai nẹ miễn thần nạ là bầy chú mô tăng bi chùm nón tà tuột xót tay lồng đắp sẽ nà bạc đáy tèm ọc tài khuôn kê bà tỏ tu chìa miến sạch tệ bà nhá chạc lạc vầy nâng chìa con nẹ thống bài chết phơ khuôn nghỉ nghỉ tài khuôn rô dịch bê khlạc ọt bẹ sạch bài chừng hộp bài trầm mũi chồng ác mất là một gì tài mân bán cắt sọ khlầy vô mân nút xa mày nụ mân nì giống cắt sọ khlầy hỏi nâng miến bà bây nì thả hám cắt sọ vô chắc tục thả chìa rương đà mẹ đá bầy đá ai mọc tăng bi cầm nạc tu hợp bầy kết phơ khuôn thò mặt đá tam sợ bái bạp ní tại có miên nẹ đăng thả kể chìa mân nông đã priếp đôi chìa đáo khổ nông sảo bộ côn mân nẹ ní cứ chai ịp mê tọp rổ con rẻ xa bẻ ẩn sạ mái tăng tọc nâng miên ẩm nái có buộc bầm phật ngay mùi chai ịp riêng chóng bị thị chụp liếm miên phân nhu tê chô rung chìa trạng bố chai ịp chìa ní tì hình cực cồng cầm lăng lộc đập có buộc vang sản có tê chô rung bị thị phong đại tê tê cỏ kê hai tay luôn thầm ở đá tam tùm lọ. Nét bầm ra bởi trăm tế rồi bỏ chạy ịp. Bé đầm bổng khơi như rút riêng rồi bỏ kế. Công nâng bổng ở chỗ từ khăn ông bị thị. Tài vang sản, bạp niêm rồi bỏ kế ở tới chùm riêng đó cho vài thả. Kế bàn mọc rung bị thị. Hỡi tài chỗ tế mặt bàn. Tớp sống trò lắp tớ vệnh sân. Nét bầm ra có chỗ tới chùm riêng đó chạy ịp. Thả miên mà nụt đột nét xông tiến. Trong chỗ mọc khăn ông bị thị chụp liền. Tài kế đánh trò lắp tớ vệnh hỡi. Hai nét xong tin mà nét nụ miền chú mùa thả vang sản. Chai ịp còn tại ban lưu chú mùa thả vang sản có mình chấp ở rằm phía nhiêu đọt tầy rồi nhập rốt tránh tờ tạm phía liệm rồi hột, rồi bốt sẽ bài chướng còn nơi tại rốt tờ tạm đào chướng tờ tế tờ tạm vang sản trò lập mọc rung bị thị. Phía nhiêu nét miền mốc miền mốt tiền lại có xong sai chìa khăn thả nét xong tin mà nét nụ miền ở vầy lõ tớ ban chứa chai ịp trở rốt tờ tạm đòi khuôn ánh. Tớp chạy ịp bỏ các nài nòm khuôn vang sàn thả. Lúc mà nẹ ní, chia cho vai ở bác ạ đất sẽ nạp ở đây vàng cong. Chuyên nẹ đàm miên bạch nhá chả lạc vây. Trong nẹ nâng tật ọ, đàm miên được nông xếp phơ rồi bọc tẹc nhóm. Nờ miên tích chưng được nông khuôn bác rồi bọc kế tự tiên. Bề lộ vang sàn ở dụng đọc bàm bình chân nằm. Ở bà rác bề nụ, mân bằng hàng chung mục. Bàn tay tăng ở kế thơ chết tí bực xa bà tòa. Tại vang sàn, mình bên chất nâng ở vây đà kế bán khuyến nông rì chắc cả. Tớp đọc luôn chảy máu. Hãy đốt tớ nơi chỉ mối liều biểu. Láo biểu. Tại nơi bê đại láo biểu công bông chư thường ngôn. Tớp mình bàn chấp ở rắm lực luôn vang sản. Bê láo biểu sạp tớ. Vang sản mà nẹ ní. Bàn khơi sạch thân là cáp dềm xế. Tớp này nóm láo chọn. Côn láo biểu. Xoa mây phẹ trong bước chào chào. Đôi chân này. Tớp chào chào tớp sẵn ông bơ là ổ rộ bọc vang sản. Ở phố chỉ tí bực xa ổ bà rác rộ bọc luôn ấy. Chào chào ban vàng sản chứ cầm lắng sống khánh. Khân ông ca đã chấp bắp rộp biếp xìm xìm. Khân ông ca cực cồng rít à nà chạc. Chơn xú có trả thả. Vàng sản chứ mà nút đa miên ca trong trăm vị xe bỏng phật. Siêu phở nà đã kê án mà đòn hỡi. Cứ kê chăm bán tên ọc. Thằng ngay mùi vàng sản đã lên chỉ mũi mật phẹt. Tạm phở lỡ kê bán án xa lạc chứ mũi xìm xìm chứ rưỡi rưỡi. Mật phẹt mà nẹ nụ có thơ chứ nì dây thả. Án tự hỏi bán bởi dọc ở vậy. Ta bằng tích cọp lịch ọc. Tài vang sáng tọp thả. Mình lịch tế. Chăm bán ở hơi. Mất phép thả. Kê nị dị liền tế. Tớp trớ bị sao. Đòi cát đá trò lắp tớp lợi đạp. Vang sáng bán tân tình biệt. Práu lừa sạp xìm xì. Ai mất phép sạp. Đòi ai mất phép chỉ nét mơ sạp. Tài kê đòi cát đá mình mơ mất phép mà nẹ nút. Đòi thả chồng hoa mọt lùng. Đã vang sàn trăm bát mất trần lọt xuống bấy mùi biển. Miên mùi đòn tiền vang sàn tức ông cúi mơ kỳ lệnh ọc. Chạy đoán, cát hát cho là chó làng máu. Miên ca cắp cắt đá ọc nụ. Vang sàn có chui rịp trong cắt đá ọc ở thầm mệnh. Đã đầm rịp côn ọc ở đốt môn phép cắp cắt đá ọc thầm mệnh khó. Nẹ lên ọc có mình chưa thả, cắt đá nụ nớt đột đá. Cứ trớp bị sót khả nịt tiền. Đói nhắc lên ọc bà rịp cơ buồn thầm ấy ở vang sàn mơ mùi phết. Hãy có dốt rõ nát cổ rộp tục. Bà rạp ở vang sàn
riệp cơ buồn ốc đá mùi tiết ở đốt ngừng đá đá miên cổ nạch cổ. Vang sản có riệp bán đốt khẩm mịt khó. Cả vì miên ca trong trăm bị xe hài đủ. Kế nếu bụi cài rừng kẹt nền nế, tăng cầm nạp. Tăng cầm nạp bán trả bài. Chính nhạc cả vậy, đã sốt cầm nạp sốt bán dạng phim phim. Còn tại cầm nót trong non chương áo ta bẩn nó. Kế có thả, trò lọc mập vánh bán phim phim. Miên nhạc chủ chật xả là bóng chứ mùi kế chỉ nịch. Chia bị xe chỗ xịt, còn bỏ xâm nọp ở bác chào chào. Đã miên chú mức nông rướng chia cả vậy đôi khả nịa. Tăng ta vất hát vầy mọt chứ mùi nông vàng sán chỉ nhật nhuộc. Vàng sán, tăng cầm nạp bỏ phép xem xếp. Tốt bỏ hai chỉ hốc sập đồng. Tại nơi sau, đọt bác chập bán mân chỉ tràn tỷ. Cú ai sẽ đáy, kê mít ả dụ khlây trăm tại sai sập mùi chân nạp. Hai sạp khăn ông bèo thơ sân khiếm, chỉ mùi chào chào. Khăn ông cáp bóng khạp xôn cuốn, khăn ông cực sạc rạch bì rồi đắp bà mùi. Chơn lĩnh, rư tan lĩnh. Mà nụ lọ, miên phây mốt ạc rõ ní. Đại khăn ông đã ai thả chỉ cực bếp bà chăm khuôn rộ bọt chào chào. Trong nụ khu thổ, bì môn kê chi mà nụ rộ bọt hơ chín. À tay tạm mê tì hiền vẹn. Chỉ bóng bọt rộ bọt hơ thầy hạng. Bếp đã hứ chín chư khá bà. Tớ ảnh chơi tăng tóc mọc chuối bọng cạp cho là chó khăn ngủ rít chân nịp. Chơn lít mà nẹ nít bàn hạ. Hứa chính, tha cùng cất khlây đồ chân nọ. Luôn kê bà tỏa, miễn đầm nánh chỉ xe miễn bệnh trí tì hiên rồi bó hứa chính. Kế, bàn pra biết priếp thiệp, đại miễn chú mục bó xâm lến chi cầm nạp. Rồi bỏ chân, khăn ngủ cá tướng sật tệ hứa chính. Tha, bật phần nế cháp chạp. Chưa vị thi rồi bó mà nốt đai mần chả lạc. Cá bật phần nế luôn ái. Rốt tranh chạp chạp, rồi mình không biết phải xâm rạch. Nhiệm đã mình khó khăn luôn ấy, mình dốt bị sở thân ở cả rồi bọc luôn. Công thà tại rương trăm chạp sạch chạp đã chỉ phía rồi cách tồn tại, có thơ mình bán xâm rạch. Cả cực cồn rít cả phản đầy đã bị bạ chừng nụ, cứ cắn tại không biết phải vừa bán xâm rạch tiệt phòng. Lúc chỉ mới tỏ vẹn, mình ẩm nạch bên ngực nồng đầy. Còn tại chạy bà ẩm nạch đi bán, cứ đừng nghỉ xuống đột bọ chết đạp mọt. Nóng sở thân ở cả bài này, còn tại trìm rực bí ở lọ, phơ cá bình chí ở đạch hạt, mình phơ luôn tồn trí, có ai cực cồng bản đá mình trái tự hiến tăng lại bản. Lô kết bọc bốn anh chơi tự hiến mình trái tăng cuốn bí bệnh nông, lực tọp chôl mọc nông rít thần này, bởi cốt ổng nát bình sách rồi bọc luôn, ai tớ nét đọt tay, nghĩa trong cầm bật, mọc chặt đọt luôn ảnh. Các phơ bài này, rộp thả chỉ ca xâm lập luôn, ai chắc bác cổ lại. Hứa chính, bà hà trong xâm lập luôn, đốt đá nơi gì. Tớ mình sẽ đập biết này nóm hàm pram rồi bác chờn lên. Hồi, trực bắt bóng chì vật. Ôi đọt phép là ngôn khá rồi bác luôn ảnh. Về hơi chín bàn sắp tờ hỏi. Hơi lên, có kích tờ bưng bẹt uốn xịu. Hồi, bàn tờ tui phía rẹt ở phố chì nét xò xê xì phợp xê. Rồi hốt bàn mít ọc ca xâm đánh phê đáy. Xò xê thoảng cả rồi bác cân nạp bạc đề vọt. Đã trong thức đua rồm lộm rất tờ bá rồi bác chào chào. Đây bí bà vọt sáng. Đã khai chưa xâm vật bếp bắt chư các bạn. Chương trình, thay cả về hô hai chùm nôn đắp rằm bầy chế bạc. Mình át tập bắt được thịnh. Hãy chạy chạy đo chùm rôm tốp sắc cốc xềm xềm. Tìm tí ở nôm cầm lãng mọc cho rôm chùm mùi nâng uốn xíu. Chỉ con cầm lãng lực tơ bằng crap uốn cháo chạc. Bởi vật tờ sạch chẳng tăng bì bỏ rãn. Thlọc cát hẹt cả, căng chính, kết cả ạc rạp mọc chì chả đo. Tại có trời mà nụ lọ sở lãnh tực đấy. Bởi bố chìa khuôn bạc mình khách của đồ thân ạ. Các bạn bằng có bạc đề vọt, có rầm lớn bộ cụ, đã chỉ có thân ạ rồi bác phải đầy. Trọ cố rồi bác chào chào, rốt tăng tùy, chào thử, đã chỉ chỉ tạ, chỉ một hạ ảm mát, đã thông khăn rít đâm nạ rồi bác rít trong vùng hàn. Phơ tùng vớ ạc rõ, bốc rồi lùi, bác bác đạch ở vớt các bọn. Trong nay chào xong, đã chỉ bày đá, có bác ảm nát tu nơi tì kháng tì hiến, bà mái bà mô liếp hề rẹt. Cùng rìm cầm hai nhạc đạt tay biếp bình. Lúc chân chú trọp xâm bạc khăn ổng khlén. Bạn thơ chí rộng bác luôn ánh. Chí chôn mần trái rì chá. Nâng bởi chí rít. Rồi hốt đá cổ hai cổ bác nì. Khluôn cháu cháu bác tỏa. Có thơ sụ nọc bòm ra tăng tọc. Còn bút bệnh bạy. Tại cơ ai màu. Mần chó xâm rong nâng khăn nì. Bố phát bởi dạy mần xâm khăn nì. Tớ bè bóng rì chá. Tớ bởi mô bác đông cầm lăng. Trở lọc mọc xoay rốc ẩm nạch tăng khluôn chí thông. Bè miên ọc cả. Có chạp sạch thơ chí chồng nạch khăn. Hãy bèl cắt đắp ẩm nát tục hợi. Có bà vị thị khô khẩn. Khi các cầm chặt nét đá mình dồn sớm. Tăng tăng sắp tại bạc bộ rồi bọc luôn. Tớ khi nông rít đầm nặng. Nâng rồng vốn khi nông ngay rốt tờ bà. Đặc bầy nâng rút rút phản đầy. Ở nơi khi nông ẩm nát rồi bọc luôn tay mà nẹ.
បើបានទទួលលិខិតហើយឲ្យប្រញាប់លើកម្លាំងមករូបរួមគ្នាដើម្បីដេញសត្រូវរបស់ផែនដីនេះថ្លែងការមួយច្បាប់នេះភាសាចិនវែងប្រហែល2-3 ទំព័រក្រដាសឆាវឆាវដែលកំពុងឈឺធ្ងន់បែកញើសក្រន់ស្រាក់ស្រាក់ពេលបានអានថ្លែងការដល់ថ្នាក់បាត់ឈឺស្ទុះក្រោកឡើងទាំងដែលស្រែកភ្ងោអូយអូយមកច្រើនថ្ងៃហើយហើយនឹកឈឺចិត្តឈឿនលិនដែលប្រាប់ពាក្យធ្ងន់និយាយដល់បុព្វបុរសគេក៏និយាយថាចាប់ខ្លួនឈឿនលិនបានពេលណាគឺនឹងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ដោយសាច់ជ្រូកពេលបុកកំទេចសម្បុករបស់អ៊ុនសៀវរហូតរាប់អស់ទៅហ៊ានចាប់ខ្លួនឈឿនលិនមកបានទើបឆាវឆាវកំហុកសួរពីមូលហេតុឈឿនលិនប្រើវិចារចេះប្រមាថបែបនេះឈឿនលិនក៏ឆ្លើយថាពេលនោះខ្ញុំបានមានទួនាទីបម្រើអ៊ុនសៀវពេលចៅវាយបញ្ជាឲ្យធ្វើគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពការសរសេរថ្លែងការណ៍បដិវត្តបើប្រើភាសាពីរោះអ្នកណាស្ដាប់ហើយគឺចង់នឹងចាប់អាវុធតស៊ូទើបសរសេរដើម្បីឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្អប់គុំគួនខ្លាំងទើបវាបានផលរឿងនេះជាការធ្វើការតាមទួនាទីតែប៉ុណ្ណោះមិនបានមានចេតនាស្អប់លោកម្ចាស់ជាការផ្ទាល់ខ្លួននោះទេឆាវឆាវស្ដាប់ហើយក៏យល់ហើយលើកទោសឲ្យនឹងទទួលឈិនលិនទុកជាអ្នកសរសេរពាក្យប្រាស្រ័យថ្លែងការណ៍រហូតសរសេរបញ្ជាផ្សេងផ្សេងគូជាមួយនឹងបណ្ឌិតថ្មីដៃល្អម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាយួនយូខុងយងជាអ្នកស្នងត្រកូលខុងរបស់អ្នកប្រាជ្ញខុងជឺដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់គេជាអ្នកស្នងត្រកូលខុងចំនួនទី20ក្នុងបណ្ដា7បណ្ឌិតរបស់ជៀនអានខុងយងមានវ័យចំណាស់បំផុតតែជាមនុស្សនិយាយស្ដីមិនចេះក្រែងចិត្តអ្នកណាព្រោះគិតថាខ្លួនឯងមកពីត្រកូលអ្នកប្រាជ្ញធំមានរឿងដំណាលថាខុងយងជាអ្នកមានថ្វីមាត់ហ៊ានតាំងពីនៅក្មេងពេលដែលគេមានអាយុប្រហែល10ឆ្នាំជាងពេលនោះនៅឯខេត្តហឺណានដែលជាខេត្តធំដែលជាទីតំបន់និងខេត្តចៅវាយខេត្តជាអ្នកអាងអំណាចឈ្មោះថាលីយីងបានបញ្ជាឲ្យលេខាថាអ្នកដែលមកជួបនោះបើមិនមែនជាអ្នកមានវងត្រកូលស្មើគេនោះទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបទេខុងយងដឹងរឿងនេះទើបទៅសុំជួបនិងប្រាប់ទៅលេខាថាខ្លួនគេស្គាល់គ្នាជាមួយចៅវាយខេត្តច្បាស់មានគេឈ្មោះស្មើគ្នាមានបំណងចង់សន្ទនាជាមួយចៅវាយខេត្តទើបទីប្រឹក្សាទៅជម្រាបចៅវាយខេត្តលីយីងថាមានក្មេងកំឡោះម្នាក់អាងថាខ្លួនស្និទ្ធជាមួយចៅវាយខេត្តមកសុំជួបតើនឹងឲ្យចូលជួបឬអត់លីយីងចំឡែកចិត្តក៏ឲ្យទៅតាមខ្លួនមកនិងសួរខុងយងថាហេតុអីបានជាអាងថាចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាខុងយងក៏កោះប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យឈុនឈីវមកនិយាយថាបុព្វបុរសរបស់ខ្ញុំគឺខុងជឺបានធ្លាប់ទៅសន្ទនាផ្លាស់ប្ដូរចំណេះវិជ្ជាជាមួយឡាវជឺឡាវជឺគឺត្រកូលលីដូចៅវាយខេតដូច្នេះបុព្វបុរសរបស់លោកនឹងបបាក់បរោះខ្ញុំគឺមានទំនាក់ទំនងចិត្តដិតនឹងគ្នាទើបបានសល់នៅទំនាក់ទំនងនោះមកដល់ចំនួនយើងក្រោយមកក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរបស់ចៅវាយខេតម្នាក់ជាមន្ត្រីរាជការលំដាប់តាហ្វូបាននៃថាអធិបតីមកពីរាជធានីមកឈៀងចូលលេងចៅវាយខេតអ្នកដែលមកនៅមុនច្រើនអ្នកបាននិយាយឲ្យតាហ្វូម្នាក់នេះនិយាយថាក្មេងកំឡោះដែលកំពុងអង្គុយនេះជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃឈឿនតាហ្វូជាមនុស្សមាត់រហ័សដូចគ្នាក៏និយាយថាវាក៏មិនប្រកាសទេណាក្មេងខ្លះពេលនៅតូចគឺឆ្លាតតែពេលធំឡើងខ្លះជាមនុស្សល្ងង់ក៏មានខុងយ៉ងបានលើកបែបនោះក៏និយាយមកវិញថាសង្ស័យលោកអ៊ំម្នាក់នេះកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សឆ្លាតប្រកាសណាខុងយ៉ងធំឡើងក៏ជាប់និស័យចូលចិត្តបង្អាប់អ្នកផ្សេងបែបនេះតែរហូតឆាវឆាវក៏បង្ខំចិត្តទទួលយកទុកក្នុងជំរំព្រោះយល់ដល់វងត្រកូលរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលមានប្រជាជនគោរពទូទាំងផែនដីរាប់ថាជាមនុស្សមាត់ហ៊ានម្នាក់ដែលឆាវឆាវបង្ខំចិត្តត្រូវទទួលទុកទាំងដែលខុងយងមិនសូវធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យដល់ឆាវឆាវហើយចូលចិត្តទាស់ជាមួយអ្នកផ្សេងរួមទាំងឆាវឆាវផងដែរពេលខ្លះខុងយងមិនជំទាស់ចិត្តឆាវឆាវដោយត្រង់ទេគឺខ្ចីមាត់អ្នកផ្សេងមករករឿងឆាវឆាវដែលឆាវឆាវក៏ព្យាយាមអត់ទ្រាំរហូតមកតែពេលរករឿងរហូតឆាវឆាវអារម្មណ៍ថាជ្រុលពេកហើយខួរក្បាលចំណែកដែលអាក្រក់របស់ឆាវឆាវក៏បញ្ជាការភ្លាមថាត្រូវទុកអណ្ដាតរបស់វាឃើញថា
mà nước đôi chiếc chào chào đã mần khai tránh tê vào đá không ai bị bày sản đó chạm đã trở ra biết xã hạ một cặp mà nước đôi chiếc kế có thuộc ban giang bổ ngự tuốt bệnh đọc về nước cứ chứ mà nước lập bệnh đòi mê đôi chiếc không giống gọt đạo mà nước mọt hiến có khuyến ở các ban bà mốt to tự tiệt bố thó mà đã nếu chỉ mùi các bà đã thật đọc đầy đòi xa phát trở chỉ mùi nào đã phước đọc đầy đã rừng chiên có rồi bọc không giống chẳng đọc con nâng anh mà nụ mọt hiến có sớ tại phát bút bi chùm rộng rồi bọc chào chào tàu hỏi dù dù tớ miên nẹ đà rồi mọt mọt láng màu mà đọc chào chào có bình chiếc bạc tháng năm bọc bạc mọt rồi mọt bọc hết tại mối chùm mối nâng không giống nẹ nạ bàn chụp tháng năm bọc hết nít tại mà đọc cứ rịp rồi xong tươn thả tháng năm nít chỉ tháng năm cửa thả nạ hàm dốt mọc ra khăn nông dọa mai bắt chụp bọn trong nách bần đất đài nơi xóa là kháu bì nụ miên bảo vật lệch lộ miên ta là tập hóa ca nghỉ chí sụp hiệt sạch siêu phấu rô biếp rì chạc nâng ca nghiên đi phân xe xe tại bề lộ rùm khá nghiên tăng chí chùm rôm lạc màu tơ bán chùm một thả bàm bí bần đất tiền ổ ní xót ta miên ả dụ khá lệnh kháu bì khổng giống đài sắp tài hào hỡi nét đài nơi xóa tiền ổ sắp đòi xa rô rì thả bán ca bì cử sạc rái bì rồi nói đàn miền cót ra không xâm bất rộ bác chào bì so xê bì mất phẹt đã chí cho vài khát dùn chừng chmu vũ chữ miền khlâm xa thả cả bì chân nam nú cứ được sạc rác bì rồi đập rầm bì sạc rác chiên ăn tí mà phây bì cát ở rộp riêng tập bát thường thường ngộ sạch nhất mất phẹt trừ chứ hơi sạc đòi rộp tới tạm khí chú chá nẹ chi càn chân linh dính dạn liêu chữ tàng buôn nẹ khăn ông chùm rông pram pi bẩn đất slap đòi rốt nị slap tàm khỉa muốn pram chân nằm dùn xú có bán chứ slap tự mà nút tàng ở nị xót tay chìa mà nút đã bụt cài khăn ông rương nị bồn tại có miễn chùm nách khoa khát mà nẹ bẩn tịch tại có rốt thà khăn ông sạp hiệp sống cùng đôi chiếc bắt chọc bọn cả đại bụt kê xâm đầy tranh ban mọc đỏ thân nạn nị có rốt thà vị xe vị sạc nát tàu hợp tuốt bày chìa nếu mình ảnh nông dốc từ bệnh bán chìa mùi nạp ra thân nạp bà rõm một rũ đôi xa máy bổ ràng. Cháu bì chỉ nạp rì côn cậu vây nị bồn đại bàn từ tuôn ca cao xa xa thạng mình xa phần nệch mốt nông ca bệnh thiếp trong nội lõ trong nội xa rõ bọc cậu vây xa máy mốn nâng xa máy chìa mùi khả nịa. Là tập hóa ca nghĩa rõ bọc kế chạc thạng bạc xa cà rạch thầm mây nông cậu vây nị bồn chọn khổng cầm nạp rõ phết cầm nạp rì côn rõ hốt nạp ra trong nón cà rõi cà rõi bạn chốt trắp tam vị thi rồi bỏ kế rồi hốt là bây là bạn chỉ cho ra nè cháu cháu miên tăng xâm nàng là ổ nâng xâm nàng ạc rõ rử ba mình chưa lờ rưỡng xâm nàng cứ trâu rõp thả kế bụ cái khăn nát đạt ai promote mà nụp bụ cái chỉ cho ra bụp hết ai mọc chiếc cầm lăng xâm khăn rồi bỏ kế khănông ca chúi khăn như cực cực rít chá phán đầy lẹ cả nát chì cổng trong này đã cháu cháu mến bụ cái cứ nét đà kế promote bay cơ bạc tịch đúng cứ xót ta ở dụng khẩy chia cái tích ra đã tốt mình bàn dụ đôi cái tích cổng bóng bên ở dụ rồi bọc luôn kê bán mình dụ vận mạng bốn chữ mùi cái tích tàng lại bắt tới phòng nụ rí chờ vốn có chập đám rồi lốt mà tự bốn cái tích đà miền màu thầm ấy cả mọc tránh bị đổ đã khá chịp bụi